Này mà Tuấn sẽ quay những chiếc đèn này tại kho luôn các nhé. Tại kho luôn, nó đã lung linh như này rồi còn đưa lên trên phòng, lên những căn phòng phòng khách lên nó còn đẹp nữa, sự nổi trội của nó. Này em muốn quay tại đây luôn cho bác nhìn này. Nó đã đẹp thì chỗ nào nó cũng rực rỡ rồi các bạn. Em nó đã đẹp thì chỗ nào nó cũng rực rỡ. Được chưa? Nó quá rực rỡ luôn ạ. À, đối với lại dòng đèn này, đèn chuẩn này thì nó có hai loại đèn chuẩn. Các bác chú ý là bên em bán em báo theo cái kích thước của cái size này nhé. Cái size này này. Cái đường kính của cái size này nó tầm khoảng độ hơn 40, nó hơn 40 đường chiều ngang ấy. Còn chiều cao thì trung bình nó trên 60. Tất cả chiều cao là như nhau. Còn đây này, cái chóa này từ cái mép này này bạn sang đến bên này nó gần 50, gần 50 luôn ấy. Con này là nhỏ hơn một chút nhưng nó đã đến 40 rồi. Hơn 40 rồi. Đấy. Đây cho bác nhìn này. Đó, lung linh. Nó quá đẹp cho các bác luôn ạ. Thì đối với là hai cái mẫu này. Mẫu này thì gồm có là đèn chuẩn thì nó có màu vàng và màu xanh. Nó có cả màu xanh các bác nhé, màu vàng và màu xanh. Bác nào thích màu xanh thì báo em Tuấn nó sẽ gửi cái mẫu màu xanh cho. Một là thế, hai là chụp ảnh Zalo cho nó dễ. Còn về hai cái mẫu này thì đèn chuẩn này thì nó có một một con là thân hình cô gái hay là hình hoa chẳng hạn, đây hình cô gái đây, nhìn đây đấy, hình cô gái này, hình cô gái này. Thì đối với lại chiếc này cũng có mức giá là 3,9 triệu, và chiếc kia cũng là 3,9 triệu nhưng chiếc kia, chiếc này thì ba bóng, chiếc kia bốn bóng, bởi vì chiếc kia có ba bóng bên trên và một bóng trong cái bình nữa, gọi là bốn bóng. Đấy, chiều cao của nó thì tầm hơn 60, nó tầm 65, 66, gần 70 đấy. 3,9 triệu một chiếc này. Với hai chiếc này bác nhá, 3,9 triệu. 3,9 triệu, hai chiếc này có mức giá 3,9 triệu. À, chiếc ngoài cùng kia kích thước nhỏ hơn, chóa nó cái chóa của nó chỉ hơn 40 thôi. Thì nó có mức giá là 2,9 triệu. 2,9 triệu. Em Tuấn bán hàng, em khai giá nên các bác cứ tham khảo giá thoải mái. Hợp túi tiền thì alo với em. Chứ còn gọi với em mà mặc cả thì không 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 nên phải gọi, vì tính cái em bán hàng rồi mà, nếu mà xong gọi xong lại mặc cả lại mất mất thời gian lắm. Em khai giá cho các bác đi so sánh mà đấy, hàng đẹp xuất sắc cho bác luôn đấy. Đây là đèn Tiffany chuẩn đây. Đây con này, có con này là thân con chuẩn là màu vàng, gọi chuẩn vàng, có cái thân chuẩn nó màu xanh đấy. Bác nào thích lấy cái mẫu nào khác nữa thì liên hệ với em, nhưng mà đa số là chuẩn vàng nhiều. Chuẩn vàng nhìn nó đẹp, nó rực rỡ, nhìn nó thích hơn, trang nhã hơn đấy. 3,9 triệu một chiếc, bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào bác, đây em mang sang con này gần cho bác nhìn đây. Con này con chuẩn, con này nhìn thích lắm, con này mà để bàn ngủ, đèn ngủ tuyệt vời luôn này. Đèn ngủ nó dịu, đèn ngủ thì các bác sẽ cần nó dịu hơn, nhưng con này nó sẽ thích hợp với đèn ngủ hơn, nó dịu. Con kia thì nó rực hơn, nó sáng quá đấy. Đèn ngủ thì nó sẽ, cái màu này nó sẽ dịu hơn cho bác đấy. Cũng thân cũng cô gái, nhưng cái chóa này nó sẽ bé hơn chóa kia khoảng độ 5 phân đấy. Ok chưa bác? Loại này là 2,9 triệu, còn loại lần kia là 3,9 triệu. Đấy, bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác.